đang trình diễn đó, đang tổng duyệt đấy quý vị. Hình con gì đây? Hãy ra sát bờ biển tí xíu đi. Wow, hình con rồng. Con rồng. Vị trí này nhìn lên thành phố Nha Trang tuyệt vời quá vậy ha. Một thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn, không gì diễn tả nổi nữa cả, hết sức đẹp. Xin thân ái mến chào quý vị và các bạn. Rất vui gặp lại tất cả quý vị trong một video tiếp theo trên kênh Đời Sống Nha Trang. Kính thưa quý vị, bây giờ là 8 giờ 15 quý vị nha. Và em đang có mặt tại sân bóng Thanh niên Hoàng Diệu. Quý vị ở bên tay phải chúng ta là sân bóng Thanh niên Hoàng Diệu đây. Và đứng ở vị trí này thì chúng ta có thể nhìn qua bên này là đảo Hòn Tre Vinpearl, khu vực chỗ Vinpearl Harbor ha, nhìn rất là rõ luôn. Trong tối nay vào ngày mùng 2 tháng 8 thì sẽ diễn ra cái đêm tổng duyệt chương trình Rolling Loud quốc tế tại đây quý vị. Và tí xíu nữa thôi thì sẽ bay thử cũng như là tổng duyệt chương trình tại đây. Bây giờ thì em sẽ cùng quý vị chúng ta đi lòng vòng ở đây ha, quay không khí đây chút xíu quý vị xem. Em thấy đây cũng khá đông bà con, người ta có mặt ở đây từ rất sớm để ngồi chờ đợi cũng như là trải bạc trải chiếu, ngồi đây ăn uống ha, chờ đợi cái khoảnh khắc trình diễn tối nay. Tối ngày mai thì sẽ rất là đông quý vị. Tối ngày mai thì bảo đảm cho quý vị là cái chỗ này sẽ rất đông, khu vực sân bóng Thanh niên Hoàng Diệu sẽ kín bưng luôn. Tối nay thì chỉ là đêm tổng duyệt chương trình, thành ra thì thấy có vẻ cũng không đông lắm quý vị, nhưng mà cũng khá là rộn ràng nhộn nhịp. Chúng ta sẽ đi ra biển quay chơi quý vị ha, ra biển vòng vòng vào chơi xem không khí ở đây thế nào. Nhìn từ đây thì hướng qua bên phía Hòn Tre kia là khá rõ đấy quý vị. Vị trí mà đẹp nhất thì có lẽ chắc bờ kè Làng Chục hoặc là ngay chỗ cầu đá Vinpearl là nhìn qua rõ nhất, nhưng em nghĩ chỗ này cũng không đến nỗi nào. Vị trí chỗ này vẫn đủ sức để ngắm qua Hòn Tre và vẫn ngắm qua Vinpearl một cách rõ ràng và đẹp nhất rồi quý vị. Để em zoom lại gần cho quý vị xem ha. Quý vị thấy rõ không? Hôm nay thì biển rất là êm luôn. Đây, cáp treo Vinpearl đây quý vị. Cáp treo Vinpearl vẫn chạy ha, vẫn hoạt động bình thường. Rất đẹp quý vị, một buổi tối khá tuyệt vời. Một buổi tối rất đẹp quý vị ha. Em cứ nghĩ là sẽ rất đông, nhưng mà em thấy cũng khá thôi chứ không đông lắm. Có lẽ tối ngày mai khi đêm diễn chính thức diễn ra thì sẽ khu vực này sẽ kín bưng hơn quý vị. Còn tối nay thì chỉ là đêm tổng duyệt, thành ra cũng hòm hòm, không đông lắm. Sân bóng Thanh niên quý vị ha, khách sạn Ruby, khách sạn Rangosia, khách sạn Savia, những tòa khách sạn rất là nổi bật, nằm ngay vị trí ngã ba Hoàng Diệu ha, nhìn rất đẹp luôn. Còn hướng bên tay phải của em đây là khu vực đường Trần Phú đi lên vượt quảng trường 2 tháng 4. Về đêm quý vị nhìn rực rỡ không? Quá đẹp phải không quý vị? Quá sức tuyệt vời. Và rất đông người có mặt tại đây. Chút xíu nữa đến lúc mà biểu diễn thì em sẽ lại tiếp tục quay để gửi đến quý vị. Rất đông người quý vị nha. Có người mang cả ghế ra đây ngồi chơi luôn nè quý vị. Khu vực rất là đẹp luôn. Bờ biển về đêm tuyệt vời thật. Thật sự ra thì cũng không có cơ hội nhiều để xuống dưới này quý vị nha. Bình thường thì hay quay trên khu vực quảng trường hơn, còn khu vực phía dưới chỗ này thì ít khi xuống đây lắm. Hôm nay em xuống đây thì thấy quá đẹp rồi, tuyệt vời thật. Đó, nó bay lên rồi quý vị. Đó, đã chính thức bay lên rồi. Đó, đang tổng duyệt chương trình đó. Bay lên rồi kìa. Ồ, con gì? Wow. Con thử nào. Đây là con gì đây? Nhìn thử xem, hình gì đó. Con gì thế? Nhìn cũng khá rõ quý vị ha, thực sự xa quá. Nói chung thì đứng ở đây thì nhìn chỉ như thế thôi, chắc có lẽ qua điện thoại thì nhìn rõ hơn, chứ nếu nhìn bằng mắt thường thì không rõ lắm. Khá đẹp.
đang trình diễn nữa, đang tổng duyệt nữa quý vị. Hình con gì đây? Đi ra sát bờ biển tí xíu đi. Wow, hình con rồng. Con rồng, con rồng, con rồng. Hình con rồng đẹp quá. Ồ, mình ở xa quá nhìn không rõ rồi. Bên nhìn rõ không Bình? Hồ xuống đây nhìn nè. Ra chỗ đây, ra đây nhìn. Rồi, ngồi đây đi, ngồi đây đi. Trông nhìn. À, ngồi xuống, ngồi wow. xuống. Hình con rồng này quý vị. Đó, cái đầu con rồng này thấy không? Sao còn thấy giống cái cúp dữ ta? Đó, cái đầu con rồng đó. À, đúng rồi, đúng rồi. Cái đuôi con rồng kìa. À. Hơi xa quý vị nhưng mà nhìn vẫn được. Hình gì ở bên? Để đâu ba? Để đấy. Đó, hình màu xanh đó. Ô ba, thành phố. Không, ở trên này nè, chỗ này nè. Hình như cái đó là một cái tòa nhà đó ba. Tòa nhà hả? Đúng rồi, ủa mất lẹ rồi. Chuẩn bị hình khác nè. Không, hình này sẽ là đẹp. Quá xa quý vị, nhìn hơi hơi xa quá, thành ra zoom lại gần rồi nhưng mà vẫn sợ không rõ. Không biết quý vị xem có rõ không chứ em thấy cũng hơi mờ quá. Thật sự là quá xa quý vị. Ôi hình gì đây? À, hình gì đây? Hình gì? Wow. Hình cái mặt trống đồng. Trống đồng hả ba? Ờ. À. Mặt trống đồng. Ồ, cái này đẹp quá ta. Mặt trống đồng. Hình cái trống đồng quý vị. Wow. Hình trống đồng á. Trống này lạ nha. Con chưa bao giờ xem. Bên đó thì đang về cuộc thi của hai đội Pháp và UAE. Không biết là phần thi đầu tiên này thì của đội nào. À, phần tổng duyệt này là của đội nào. Bà con xem đông lắm nè. Quay lại đi con. Có cái gì vậy ba? Không biết nữa, để ba xem hình gì đây. Ồ. Ồ, hình đẹp chưa, nhìn ở ngoài kìa, đẹp chưa? Wow. Cái gì vậy ba ghim gần lại coi. Bông hoa, bông hoa, bông hoa. Một cái bông hoa. Bông hoa màu hồng. Nhìn thấy không, đẹp chưa kìa. Nhìn ở ngoài cũng đẹp quá trời luôn. Đẹp quá trời luôn. Bắn đô la chỉ có bắn, chỉ có đúng. Có đúng mấy lần duy nhất thôi chứ không có phải là hoài thường. Khu vực chỗ sân bóng thanh niên này có vẻ là ngày mai sẽ rất đông. Tối nay chỉ là đêm tổng duyệt, thành ra một số người ta vẫn chưa biết tới, ta chưa ra đông. Con gì vậy ba, con gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Con gì vậy ba? Chưa biết. Ghim gần ấy. Thử ghim gần coi cái là cái gì. Ô ô ô, cái gì kìa? Chú củi chị Hằng. Phải không? Đúng rồi. Đó, hình như là con cá. Con cá đang bơi, hai con cá đang bơi. À. Ủa đâu mất. Phải hai con cá không ta? Đúng rồi, hai con cá đang bơi. À. Hai con cá chép, hai con cá coi. Hai con cá coi đẹp chưa? Ngôi sao. Ngôi sao kìa. Ngôi sao năm cánh kìa. Ngôi sao Bibina hả ba? Không phải đâu, ngôi sao thôi. Ngôi sao màu đỏ.
Đúng. Cánh chim hạt. Ồ, cánh chim hạt hả? Chim hạt. Không biết quý vị xem rõ không, nhưng em thấy khá đẹp ha. Tiếp tục hình gì đây, tiếp tục cái gì đây? Ồ, hình gì? Wow. Nha Trang. Ủa sao ngược đi đó? Sao nó bị ngược ra? Nha Trang. Welcome. Ủa? Welcome Nha Trang. Ngược. Chả hiểu gì. Welcome. Nha Trang welcome. Mất tiêu. Ủa, nó không có quay lại cho mình xem luôn. Oh shit. Cái gì vậy? Là cái gì đây? Ba mẹ, rút ra đi ba mẹ. Ủa, hết rồi. Còn. À, còn. Rồi, đội này xuống rồi, chuẩn bị đội khác lên. Thế? Không biết đây là phần trình diễn của đội nào. Vừa rồi là một phần trình diễn của một đội ở bên Vịnh Hòn Tre, các vị không biết là của Pháp hay là của UAE. Đấy, không cảnh xung quanh nè. Bà con đứng xem cũng khá là đông đúc rộn ràng đấy các vị nha. Tuyệt vời. Em nghĩ tối ngày mai sẽ lại còn đông hơn. Bởi vì tối nay thì nhiều người chưa biết tới, thành ra họ cũng chưa đến đa đông quý vị. Ngày mai chắc chắn sẽ rất là đông và sẽ rất là rộn ràng. Ở đây có một cái anh đưa cái máy đây, không biết anh zoom tới không? Zoom tới không anh? Máy này zoom tới nơi không? Zoom tới luôn hả? Ờ, à, đẹp hả? Hơi mờ hả? Điện thoại là zoom hết cỡ là nó cũng chỉ mờ mờ, không có rõ được. Nhưng mà một chụp lên thì nó cũng được mấy nét thôi. Chụp nét không? Có tấm hình chụp. Đây quý vị, không khí tại sân bóng Thanh Hoàng Diệu ha, rất đông đảo luôn. Bây giờ ra đã đông hơn, đông hơn rất nhiều rồi. Quý vị nhìn đi, rất đông. Chụp tấm hình cho quý vị xem. Rộn ràng lắm quý vị. Mấy chút xíu nữa thì sẽ một đội nữa biểu diễn ha. Pháp và UAE thì không biết đội vừa rồi là của Pháp hay là của UAE. Chắc có lẽ là một trong hai đội đã trình diễn trước rồi. Chút xíu nữa thôi thì sẽ đội thứ hai sẽ trình diễn. Quá đẹp luôn. Khu vực chỗ này nhìn mát rượi. Đó, nhiều gia đình người ta dọn đồ ăn ở đây, người ta ăn uống nằm nghỉ ngơi luôn quý vị. Giống như đi picnic gia đình vậy, rất là tuyệt vời. Đó, nhìn từ hướng này nhìn về hướng trung tâm Nha Trang này quý vị, đẹp chưa? Quang cảnh quá đẹp phải không quý vị? Rất cảm ơn quý vị nha. Tối ngày mai ngày 3 tháng 8 thì em sẽ lại đồng hành với quý vị ha, tại sân bóng Thanh Niên Hoàng Diệu. Quý vị nhớ đón xem trên kênh, chắc chắn là như vậy rồi. Em đang đứng tại khu vực cầu đá Vinpearl đây quý vị. Cầu đá ngay chỗ nhà ga cáp treo Vinpearl ha. Khá đông bà con đứng đây xem tổng duyệt chương trình. Đó quý vị thấy không? Rất đông nha. Ở đây thì hướng này nhìn qua Vinpearl cũng khá là gần.